Vâng, thưa quý vị và các bạn, lương của người lao động thì từ xưa đến nay luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi, vì chỉ cần một điều chỉnh nhỏ thôi, thêm hoặc là bớt một con số thì cũng ảnh hưởng tới thu nhập của hàng triệu người. Gần đây, để thúc đẩy tăng năng suất lao động, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất phương án là giảm khoảng cách giữa các bậc lương, tiến tới bãi bỏ hoàn toàn thang bảng lương. Trong khi phía doanh nghiệp ủng hộ và cho rằng là quy định này tiên tiến, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp lại giúp nâng cao được năng suất lao động, lại tăng thu nhập được cho những người làm tốt, thì ngược lại, đại diện của những người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phản đối. Vậy vì sao lại như vậy, và người lao động liệu có bị thiệt thòi khi xóa bỏ thang bảng lương hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện này với khách mời là ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý khán giả Đài Truyền hình. Vâng, xin cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến một tổng hợp ngắn trước khi đến phần trò chuyện ngày hôm nay. Theo đó, theo quy định hiện tại, khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%, đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ bảng lương của một doanh nghiệp chia làm 7 bậc. Bậc 1 không được thấp hơn mức lương tối thiểu, hiện tại tương ứng với 3.980.000 đồng trên một tháng. Như vậy, bậc 2, người lao động sẽ được nhận thêm ít nhất 5% lương, tức là khoảng gần 200.000 đồng. Cứ như vậy, khi lên bậc 7, người lao động có thể sẽ được hưởng lương 5.330.000 đồng. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cụ thể thời hạn tăng lương cho người lao động tại các doanh nghiệp. Trong khi đó, dự thảo sửa đổi đang được cơ quan chức năng xây dựng có hai phương án. Phương án 1 là bỏ quy định cứng về khoảng cách 5% giữa các bậc lương. Thay vào đó, số bậc thang lương, bảng lương do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Phương án 2 vẫn quy định khoảng cách mang tính định lượng, nhưng giảm từ 5% hiện hành xuống còn 3% để tiến tới bãi bỏ quy định này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung sẽ trao đổi kỹ hơn để quý vị hiểu thêm về thang bảng lương. Đầu tiên chúng tôi muốn hỏi ông đó là tất cả những người đi làm công ăn lương thì có lẽ cái điều quan trọng nhất với họ là cuối tháng nhận được tiền, nhận được bao nhiêu tiền đúng không ạ, có bị chênh nhiều hay không. Nhưng mà có lẽ nhiều người chưa quan tâm đến cái thang bảng lương. Vậy thì ông có thể lý giải kỹ hơn cho khán giả xem truyền hình được rõ là thang bảng lương quy định hiện nay đấy, nó có ý nghĩa thế nào với người lao động ạ? Có thể đúng là người lao động hiện nay đi làm, cái vấn đề quan tâm nhất của họ chính là cái tiền lương và thu nhập. Thì đảm bảo cái quyền lợi của người lao động thì Bộ Luật Lao động đã quy định doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cái cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, để thỏa thuận tiền lương trong hợp đồng và trả lương cho người lao động. Cùng với quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động thì Nghị định 49 ngày 14 tháng 5 năm 2013 đã quy định các cái nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động. Đây là những cái cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để mà doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng thang lương, bảng lương và chi trả tiền lương cho người lao động, và cũng là cái cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vì vậy, có thể nói rằng là cùng với các cái quy định về thang lương, bảng lương và định mức lao động thì có vai trò rất quan trọng trong cái việc mà xác lập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cũng như xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Vâng, nhiều người thì lại có những quan điểm là thang bảng lương nó sẽ gây tốn kém, gây phiền phức cho doanh nghiệp và nên chăng là bỏ đi cho hợp với cái xu hướng phát triển của thế giới. Ông nghĩ sao về điều này? Thực ra tôi xin đính chính lại một cách nói rõ hơn thế này. Thực ra hiện nay Bộ Lao động đang là đề xuất là sửa đổi cái Nghị định 49, tức là bãi bỏ cái nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, đặc biệt là cái nguyên tắc khoảng cách giữa các cái bậc lương, chứ không bãi bỏ cái thang lương, bảng lương. Tất nhiên trong cái quá trình xây dựng Bộ Luật Lao động sửa đổi lần này thì cũng có ý kiến đề nghị xem xét là bãi bỏ cái thang lương, bảng lương. Thế thì tôi nói rõ thêm là vì sao mà người ta lại đề xuất là xóa bỏ cái khoảng cách giữa các bậc lương. Là bởi vì hiện nay có cái tình trạng là doanh nghiệp là xây dựng để đáp ứng được cái khoảng cách giữa các bậc lương. Theo Nghị định 49 quy định là ít nhất là phải 5%. Mà một số doanh nghiệp thì có cái chế độ thâm niên tăng lương hàng năm, dẫn đến cái tình trạng là có cái người lao động làm càng nhiều thì tiền lương càng cao, chi phí đóng bảo hiểm xã hội càng lớn. Trong lúc đó cái hiệu quả công việc thì nó không căn cứ vào đó. Từ đó có những cái bất cập mà người ta muốn sửa đổi.
Còn cái thang lương bảng lương thì có thể nói là tới đây trong cái cơ chế thị trường chúng ta cũng phải xem xét để cân nhắc. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta đang xem xét là muốn đề xuất là bỏ cái nguyên tắc xây dựng khoảng cách giữa các bậc lương. Vâng. Quay trở lại vấn đề của các doanh nghiệp vẫn đang nhiều tranh cãi đấy ạ. Các doanh nghiệp thì đang có xu hướng là muốn bỏ cái thang bảng lương đi. Nhưng mà phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đang đưa ra hai cái phương án có vẻ như là mềm hơn để có thể xoa dịu cũng như là giải quyết cái vấn đề nó thật là mềm mại. Nhưng mà phía Liên đoàn Lao động thì lại không đồng ý với hai cái đề xuất mới đó. Ông có thể nói kỹ hơn về điều này được không ạ? Chúng tôi đang là ở đây là cái Bộ Lao động đề xuất là sửa đổi cái khoảng cách, bỏ cái khoảng cách giữa các bậc lương là 5%. Thì chúng tôi thấy là trong thực tế hiện nay á, cái quy định khoảng cách giữa các bậc lương nó đang còn phát huy tác dụng. Chính cái quy định này nó làm cho cái doanh nghiệp là xây dựng cả cái thang lương bảng lương không ép tiền lương của người lao động sát đến cái mức lương tối thiểu, cho nên là đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động. Thứ hai là do cái điều kiện của cái quan hệ lao động của chúng ta hiện nay cũng chưa phát triển mạnh mẽ, năng lực thương lượng của người lao động, của tổ chức công đoàn cơ sở về vấn đề tiền lương hiện nay cũng còn nhiều cái bất cập. Thì nếu chúng ta mà bỏ một cái thang lương, nguyên tắc xây dựng thang lương bảng lương, tức là cái nguyên tắc khoảng 5% này á, thì chắc chắn người sử dụng lao động họ sẽ ép để cái thang lương sát với đó, và như vậy thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Và vì vậy Tổng Liên đoàn thì gọi là phản đối là chúng ta làm ngay tức khắc, còn xu thế tới thì chúng ta vẫn phải theo cái quan hệ. Vì vậy chúng tôi muốn là có lộ trình, có cái bước đi thích hợp, đúng như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cái buổi mà tiếp xúc với công nhân tại Thái Bình ấy, thì có nói rằng là cái việc xem xét này là phải làm một cách thấu đáo để không gây sốc đến quyền lợi của số đông đảo người lao động, và cũng không tạo kẽ hở để mà người sử dụng lao động ép tiền lương của người lao động, làm cho cái quan hệ lao động nó bất ổn. Vâng. Chúng tôi muốn nói sâu hơn về câu chuyện là cái sự thỏa thuận và cái vai trò của công đoàn ở các cái doanh nghiệp nhiều hơn. Bởi vì hiện nay có cái câu chuyện là người lao động thì rất là muốn tăng lương cứng đấy ạ. Và có cái sự không thỏa thuận được giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thành ra là nhà nước cũng đang can thiệp vào cái chuyện lương thưởng của doanh nghiệp, và nhiều người cho rằng là không nên như vậy nữa. Ông nghĩ sao về điều này? Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đang tiến tới xây dựng một cái quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, và theo cái cơ chế thị trường thì rõ ràng xu hướng tới cái quan hệ lao động là phải để cho các bên trong quan hệ lao động thiết lập thương lượng thỏa thuận với nhau. Nhà nước cần phải giảm thiểu cái can thiệp trực tiếp vào các cái quan hệ lao động, trong đó có vấn đề tiền lương. Chúng tôi cho rằng đó là xu thế, đó là tất yếu. Tuy nhiên chúng ta, đối với đặc thù Việt Nam, chúng ta phải có cái bước đi thích hợp. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm này, nhưng mà chúng tôi cũng phải muốn lưu ý là chúng ta phải có cái bước đi thích hợp theo đúng tinh thần nghị quyết 27 của Trung ương về cái cải cách tiền lương. Đã nói rõ đến năm 2021 thì nhà nước phải là không can thiệp trực tiếp vào quan hệ lao động, và cái tiền lương phải để cho doanh nghiệp thương lượng thỏa thuận. Và bản thân tổ chức công đoàn chúng tôi cũng có cái thời gian và có cái biện pháp để tăng cường hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của mình, cũng như năng lực của mình để mà tăng cường cái đối thoại thương lượng. Thì khi ấy thì cùng với cái sửa đổi pháp luật, cùng với nâng cao cái nhận thức, cùng với nâng cao cái kỹ năng và khả năng của tổ chức công đoàn, của người lao động, thì khi ấy chúng ta sửa đổi cái pháp luật, khi ấy chúng ta giảm thiểu, chúng ta bỏ cái nguyên tắc khoảng cách giữa các bậc lương thì hoàn toàn là phù hợp. Và như vậy thì vừa được cái quan hệ lao động nó vận hành theo đúng cơ chế thị trường, theo đúng quy luật, đồng thời cũng phải đảm bảo cái sự ổn định, hài hòa, không gây sốc. Và cũng không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Vâng. Ông nghĩ sao về cái chỉ tiêu là lương tối thiểu? Ông nghĩ rằng nó đang có những cái vai trò gì và có nên bỏ nó đi hay không ở các doanh nghiệp ấy? Chúng tôi nghĩ rằng là cái tiền lương tối thiểu thì chúng ta phải xác định của nó là tiếp tục nó là một cái làm vai trò rất là quan trọng. Một, nó là cái sàn thấp nhất để bảo vệ những cái lao động yếu thế. Cái thứ hai là cái tiền lương tối thiểu nó vẫn là cái điều tiết thị trường lao động, và nó là làm cơ sở để thương lượng về tiền lương. Cái ba cái chức năng này thì chắc chắn là dù có chúng ta có phát triển đến đâu thì cái tiền lương tối thiểu rất là cần. Và trên thế giới hiện nay thì cái đa số các nước đều có cái tiền lương tối thiểu.
Vì vậy cái vai trò chức năng của tiền lương tối thiểu vẫn có vấn đề, là chúng ta phải làm đúng cái chức năng nhiệm vụ của tiền lương tối thiểu. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát thì có hai con số thế này ạ. Thứ nhất là 90% những cuộc đình công liên quan đến tiền lương và điều kiện làm việc, còn 60% là liên quan trực tiếp đến tiền lương, tiền thưởng khi người lao động cảm thấy không hài lòng. Đó là những con số mà công an chức năng cần phải nhìn nhận để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp liên quan đến vấn đề lao động.